Dẫn đầu đoàn của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là ông Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đi cùng đoàn có ông Dương Hoài Nam, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đại diện Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tại cuộc gặp với Tamda Group, bà lãnh đạo tập đoàn Tamda đã giới thiệu với ông Nguyễn Doãn Toản cùng đoàn về sự ra đời hình thành và phát triển trong hơn 13 năm qua của Tamda Group. Với sự phát triển và mở rộng kinh doanh không ngừng nghỉ, Tamda Group đã trở thành cầu nối đưa rất nhiều các mặt hàng sản phẩm của Việt Nam và châu Á tiếp cận với thị trường khó tính như Séc và châu Âu. Bà lãnh đạo công ty cũng chia sẻ với đoàn về định hướng phát triển mở rộng kinh doanh về trong nước cũng như hướng đến phát triển Tamda thành tập đoàn đa quốc gia ông Nguyễn Doãn Toàn bày tỏ sự thán phục và tự hào khi có một doanh nghiệp Việt thành công và mang lại những giá trị Việt Nam đến với nước bạn. Ông cũng hy vọng Hà Nội có thể có thêm nhiều sản phẩm hơn nữa có mặt tại Tamda Foods. Ngay sau cuộc gặp, đoàn đã được ban lãnh đạo Tamda Group dẫn đi tham quan hệ thống siêu thị Tamda Foods tại chi nhánh Praha.